dùng mình tiên đoán hiểm họa năm 2014-2016. Nhà tiên tri nổi tiếng Vanga đã tiên đoán năm 2016 châu Âu sẽ trở nên trống vắng. Liệu điều đó có trở thành hiện thực? Bà Vanga, người Bulgaria, được cả thế giới biết đến và ngưỡng mộ bởi khả năng tiên tri của mình. Sau một biến cố thuở ấu thơ, bà bắt đầu có khả năng nhìn trước được tương lai. Bà đã từng báo trước về chiến tranh và cái chết của rất nhiều người, trong đó có chồng bà. Hai tiên đoán về thế giới năm 2011. Nữ tiên tri Vanga từng tiên đoán năm 2011 những đợt mưa phóng xạ, ảnh hưởng và tiêu diệt mọi sinh vật ở Bắc Bán Cầu. Tiếp đó, người Hồi giáo sẽ tiến hành cuộc chiến tranh hóa học chống lại những người châu Âu còn sống sót. Mưa phóng xạ liệu có phải là ngụ ý nói đến thảm họa hạt nhân đang xảy ra ở Nhật Bản? Từ sau khi nhà máy điện hạt nhân số 1 Fukushima phát nổ hôm 12 tháng 3, đám mây phóng xạ lúc đầu di chuyển về phía đông ra Thái Bình Dương, nhưng rồi ngoặt về phía tây, phía lục địa Á Âu, tức là về phía Bắc Bán Cầu. Và sự thực là điều này đã khiến rất nhiều quốc gia lo lắng trước tình trạng nhiễm phóng xạ, loài người cẩn trọng hơn với thực phẩm và các loại thực vật. Còn cuộc chiến tranh hóa học, đó có phải là cuộc chiến hiện đang diễn ra ở Libya, nơi một bên là liên quân các nước châu Âu và Mỹ, và một bên là quân đội Libya đang giao chiến kịch liệt với nhau? Nhà lãnh đạo đất nước Libya, ông Gaddafi, đã gọi những kẻ đang tấn công đất nước ông là đội quân thập tự chinh và cam kết sẽ dùng mọi phương tiện để chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng, kể cả là vũ khí hóa học có sức hủy diệt khủng khiếp. Báo chí phương Tây đã nói rằng ông Gaddafi có vũ khí hóa học là điều chắc chắn. Điều gì sẽ xảy ra khi ông và quân đội của ông bị dồn vào bước đường cùng? Một cuộc chiến tranh với các loại vũ khí hóa học của người Hồi giáo chống lại người châu Âu, những người láng giềng ở ngay phía bên kia Địa Trung Hải, xảy ra là điều rất khó tránh khỏi. Tiên đoán giận tóc gáy của bà Vanga năm 2016. Sau vụ khủng bố ở Pháp chấn động dư luận và lương tri toàn thế giới, người ta lại nhắc tới Vanga với những tiên tri của bà về lục địa già. Bà Vanga từng nói năm 2016 châu Âu gần như sẽ không có người sinh sống. Liệu số phận của châu Âu có đúng như những gì bà Vanga tiên đoán? Cụ thể, lời tiên tri của bà: cho tới cuối năm 2016, châu Âu mà chúng ta biết sẽ không tồn tại, khi toàn bộ cư dân tại lục địa này bị loại bỏ một cách có hệ thống, để lại lục địa gần như trống không, đất hoang, gần như không có bất cứ dấu hiệu của sự sống. Rất nhiều người chịu đau khổ, bất hạnh sẽ tràn đến từ khắp nơi, động chạm đến tất cả các dân tộc. Mọi người sẽ đi chân không, không giày dép, không quần áo, không nhiên liệu, không ánh sáng. Rồi sẽ đến thời buổi khổ nạn, con người sẽ chia rẽ nhau theo đặc điểm tôn giáo. Ứng với những câu nói này, chúng ta hãy cùng xem những hiện thực nào có thể dẫn đến lời tiên tri đáng sợ kia của bà Vanga. Những tiên tri cho năm 2016 của Nostradamus. Không chỉ Vanga, nhà triết học người Pháp Nostradamus, sinh năm 1503, mất năm 1566, cũng có những tiên tri về năm 2016, gồm Obama là tổng thống cuối cùng của nước Mỹ. Có những nhận định cho rằng liệu đã đến lúc Mỹ phải nhường vị trí cường quốc số 1 thế giới cho các quốc gia khác như Nga hay Trung Quốc. Xuất hiện các thảm họa thiên nhiên. Trong những lời tiên đoán của mình cho năm 2016, Nostradamus nhắc tới những điều kiện thiên nhiên khác thường và những thảm họa thiên nhiên có thể xảy ra khắc nghiệt hơn trước, như nước sẽ dâng cao so với mặt đất, những hiện tượng thiên văn khác thường xảy ra trên trái đất. Theo lời Nostradamus, trong năm 2016, nhân loại sẽ phải đối mặt với những hiện tượng khác thường có liên quan tới những dịch chuyển trong vũ trụ, chiến tranh và những vụ nổ xuất hiện ở Trung Đông. Theo lời ông, trong năm 2016 sẽ có nhiều vụ nổ và nhiều máy bay rơi tại khu vực Cận Đông, băng tan ở hai cực trái đất. Nostradamus cũng tiên đoán được hiện tượng trái đất ấm dần lên trên phạm vi toàn cầu và vì thế trong năm nay sẽ xảy ra những vụ lũ lụt nghiêm trọng do băng tan ở hai cực. Nga sẽ là nước thiết lập hòa bình trên toàn thế giới. Theo tiên đoán của Nostradamus, nếu nước Nga không liên minh với châu Âu và phương Tây trong thời kỳ đầu chiến tranh, thì cuối cùng Sa Hoàng phương Bắc, nước Nga, sẽ giúp thế giới thiết lập lại hòa bình. Những lời tiên tri được cho là chính xác của nữ tiên tri mù Vanga. Vụ tấn công tháp đôi Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Năm 1989, Vanga từng cảnh báo những người anh em Mỹ sẽ bị tấn công bởi hai con chim sắt khổng lồ. Nhiều người cho rằng hai con chim sắt đó
chính là hai chiếc máy bay bị không tặc chiếm quyền kiểm soát và lao thẳng vào trung tâm thương mại thế giới. Bầu cử Tổng thống Obama. Nhà tiên tri người Bulgaria dự đoán Tổng thống thứ 44 của Mỹ sẽ là một người gốc Phi. Tuy nhiên, bà cảnh báo đây cũng là Tổng thống Mỹ cuối cùng. Trái đất nóng lên và sóng thần năm 2014. Bà đưa ra dự đoán năm 1950 về vùng đất lạnh sẽ trở nên nóng, núi lửa phun trào. Bà cũng cảnh báo về một con sóng dữ sẽ nhấn chìm bờ biển, xóa sổ toàn bộ làng mạc, con người dưới làn nước xiết. Huyền Bí TV, kênh thông tin chọn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, phù thủy, trấn yểm, lời nguyền. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.